Ok luôn. Vâng, hãy đưa ra cái cách mà anh em chơi nó nhanh nhất nào. Và anh em nào đã được 4.000 điểm chưa? Nãy vừa mới bảo trì nên có lẽ hơi khó nhỉ. Vâng, tớ đánh nhằng tí mà cũng đã được 800 điểm. Vâng, lên top 1 rồi. Wow, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây, và như vậy là trò chơi hội của chúng ta đã bắt đầu rồi. Wow, cực kỳ nhiều nhiệm vụ căng cò đây anh em ơi. Cái này là gì? Đánh phá hai cái scatter shot trong trận chiến nhiều người chơi trong vòng 1 giờ. Múc làm nhiệm vụ này luôn. Bạn bạn đã làm tới nhiệm vụ bao nhiêu rồi? Rồi, mình thì vừa mới bắt đầu thôi. Vâng, các bạn đừng quên là chúng ta vẫn có những cái ưu đãi. Vâng, thương gia này các bạn nha, lấy thôi. Vâng, 5 nhẫn chơi hết. Nói chung con hạng này của mình thì cũng gần gần max rồi, sẽ vẫn còn phải nhiều thứ nữa để mà nâng. Nhưng tuy nhiên điều đặc biệt là Supercell chơi cực kỳ lớn với những gói ưu đãi cho Noel và chúc mừng năm mới. Cái gì vậy? 180 nhẫn nâng tường, 190 nhẫn nâng tường, 30 nhẫn nâng tường. Ui dồi ôi, sách building với cả là thuốc nghiên cứu. Mua nhanh gọn lẹ, liên hệ ngày Akari Gaming, thanh toán thẻ điện thoại ngân hàng và Momo. Đặc biệt là cái gói ngôi làng mùa đông, quý vị ơi, không mua nhanh ngày mai sẽ hết. Đây, còn những cái gói của Christmas với cả năm mới sẽ có một tuần để anh em nghiên cứu và tham khảo nha. Thanh toán thẻ điện thoại ngân hàng và Momo, Akari Gaming đều cần hết. Anh em có nhu cầu mua vé vàng hay cũng là những gói gem, gói ưu đãi cứ nhắn cho mình nha, theo đúng đường link Facebook có sẵn trong phần mô tả video. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng làm nhiệm vụ hội nào. Ok, sẽ làm nhiệm vụ hội đó chính là đánh cái này đi. Đánh cái này 3 sao. Ồ, nhưng mà trọng trận chiến ở bên ngôi làng kia. Chọn cho ta. Ok nha, 3 sao trong trận chiến ở ngôi làng bên này anh em ạ. Vâng, 3 sao thôi, cố gắng lên sử dụng cái combo này thì vâng, có lẽ là chút. Ôi rồi, đâu rồi? Vâng, hãy đưa ra số điểm mà các bạn đã hoàn thành được ở trong phần bình luận phía dưới đi nào. Vâng, có lẽ thời điểm này có khi có ông thần đã làm được 4.000 điểm rồi cũng nên. Và anh em nên nhớ là các bạn được làm đủ 4.000 điểm thì các bạn sẽ được nhận thêm phần thưởng bonus đấy anh em nhá. Tức là trong cột mốc của các bạn có những cột mốc đấy các bạn hoàn thành hết. Các cột mốc phần thưởng các bạn hoàn thành hết rồi thì anh em khi mà làm đủ 4.000 điểm thì các bạn sẽ được làm thêm, nhận thêm một nhiệm vụ nữa nha. Như vậy là mình đã hoàn thành mà không biết có kịp trong 60 giây không ta. Nhanh lên, 24 giây nữa thôi kìa. Nhanh lên. Để xem nào, kết quả đây. Kết quả đấy, yo, hoàn thành mục tiêu các bạn nhá. Rồi, như vậy là mình đã có 250 điểm đầu tiên. Đây, khi nào anh em đạt được 4.000 điểm ở đây thì các bạn sẽ được nhận thêm cái cột mốc phần thưởng. Ngoài 6 cột mốc này anh em sẽ thể nhận thêm một phần thưởng nữa là thành thứ 7 các bạn nhá. Để xem cái này nè. Đánh hết 4 cái lò nung thì sẽ được cái này là 3 cái mô tả và 4 lò nung. Vâng, thằng nào thơm hơn ta? Mô tả đi nhỉ? Hay là chơi lò nung? Chơi cái mô tả dễ có hơn. Chứ còn cái thằng kia nhiều khi nó đánh nó khó có lắm. Ôi giời, chiến thắng. Vâng, con hạng này của mình thì mình cần phải làm nhiệm vụ ở bên này. Bởi vì là điểm chưa có nhiều. Đấy, thả kiểu gì cũng có cái thằng mô tả mà. Chứ còn lò nung nhiều khi các bạn lưu ý nhỉ. Vâng, cách làm trò chơi hội anh em lưu ý ở cái làng 2 này, nhiều khi mà các bạn chọn sai cái nhiệm vụ rất phí, vì các bạn sẽ phải mất thời gian để chờ. Ví dụ như trong thời điểm hồi nãy mình không chọn cái lò nung là bởi vì mình rút kinh nghiệm mấy lần trước mình toàn tạch rồi, nên là bây giờ mình chọn cái mô tả kia đi. Vâng, thà nó ít hơn điểm một chút xíu nhưng mà thời gian thì mình không phải chờ, và các bạn có thể quay vòng để làm thêm những khác rất nhanh. Và trong turn như thế này với combo đó chính là Cannon Giant thì mình sẽ lại lưu thêm cái nhà này một lần nữa các bạn ạ. Ô, cực kỳ thơm luôn nha. Vẫn có khi ngay trong video này mình cũng làm được hơn 1.000 điểm cũng nên. Rồi, tại vì thời gian 1 phút nữa, đúng rồi, còn chưa đến 1 phút đâu, còn 2 phút mấy cơ mà.
Đâu rồi, nhanh lên cho tôi đi đánh một cái nữa các bạn. Vâng, mình còn thời gian còn lại tận 2 phút 15 giây. Đấy, mình đánh đâu có chút xíu. Ôi, phần thưởng cái này thì mình gần hết rồi. Đang dư một đống luôn. Thằng dân này mình sẽ cho nâng cái gì nhỉ? Nếu mà anh em mà chơi rút hôn ấy thì anh em cứ nâng cấp những cái ngon ngon vào. Mình sẽ nâng cái kho lên các bạn. Mình sẽ phải nâng cái kho lên 1 triệu. Trước mắt là nghiên cứu này. Đây, cho cái xe nó chạy nha bạn nha. Rồi cái kho vàng 1.8 triệu này hình như không biết là mắc chưa. Bởi vì nếu mà muốn nâng nhà chính lên thì cái đấy phải nâng lên chứ nhỉ. Hay là mình cất dành đi để được 1.6 triệu. 1.6 triệu thì mình thắng một trận nữa thôi là sẽ mua được cái này. Đây, cái đại bác to này. Vâng, cái đội bạn bên kia đánh lâu thế. Vâng, chờ cái nào. Chờ cái nào để mình làm nhiệm vụ tiếp nào. Win rồi. Vâng, nhưng mà vẫn chưa đủ. Làm thêm trận nữa đủ 1.6 triệu. Tôi lấy về, tôi lấy cái kia. Cố gắng lên nào anh em ơi. À, mô thả nằm ở đây. Phá bom cái đã. Ít tỉnh lắm bạn ơi. Phá cái bom nữa nào bạn ơi. Ít giời. Ok nha. Lên nào. Ôi, bay mất 2 thằng rồi. Cẩn thận, cẩn thận. Phải đến nhà thứ hai này thì mới có cái lò nung kia. Để xem kết quả trận đánh này sẽ như thế nào anh em ơi. Và các bạn thích combo nào khi làm nhiệm vụ ở làng 2 vậy? Hãy comment cho mình biết ở phần bình luận phía dưới nha. Còn mình chủ yếu mình thích chơi combo cannon này trong một buổi livestream. Có bạn khán giả nhắc mình làm cái combo thử này đi và mình đánh thấy là rất ok luôn. Mình kết đến giờ. Và anh em có nhu cầu mua xe mua vàng hay những gói ưu đãi trong cửa hàng cứ liên hệ mình theo đúng đường link Facebook có sẵn trong phần mô tả video thì mình sẽ múc cho anh em nha. Và chiều ngày hôm nay thì mình đã vừa công bố 4 bạn may mắn nhất trong buổi livestream tối ngày hôm qua khi đã dự đoán kết quả đúng về số lượng phần trăm phá hủy ở mình đánh ở trong buổi livestream. Và mình sẽ cố gắng tổ chức giải đấy nhiều hơn nữa trong những ngày lễ đặc biệt, ví dụ như là Noel hoặc là đón năm mới chẳng hạn. Nên anh em nào mà chưa biết fanpage của mình thì nhớ bấm vào follow đấy để đừng quên bỏ lỡ những buổi livestream các bạn nha. 92%. Ồ, không biết kết quả sẽ ra sao. Thua các bạn ạ. Vâng, thua. Nhưng mà vẫn cần đánh một trận nữa để hoàn thành cái mục tiêu cho cái đánh ba cái máy nhiều nòng này. Ây giời. Không sao đâu. Cố lên các bạn. Vâng, giải thưởng thì đã công bố rồi, tối ngày hôm qua được 2 vé vàng và 2 giải phong cảnh. Rồi, mình đang còn nhiệm vụ và 500 người xem ở trên Facebook cần hoàn thành nữa. Vậy anh em nếu mà chia sẻ sớm thì mình sẽ làm tổ chức giải thật sớm luôn, tổ chức cái thể lệ cuộc thi sớm luôn trong những ngày đặc biệt. Đó. Ui giời, múc đi nào bạn ơi. Và như vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành rồi đấy các bạn. Gặp cái thằng này có lò nung đánh nó khó hơn. Nhưng mà nung thì nung chứ nung ở đâu, chứ nung phải tớ thì tớ cho xin cái nhà. Vâng, đánh mà không 100% thì càng lắm. Vừa bị mày bay mất 2 xe, khá đau. Đứt xích này nào, đứt xích rồi, đứt xích rồi. Cố gắng lên nào. Vâng, chưa cần đến 1 phút đâu. Xử lý nhanh như nào các em. Ôi dồi ôi, vâng, còn tới 5 pháo. Có bố cực kỳ hay anh em nhá. Vâng, lu 3 trận thì thua có 1 trận thôi. Vâng, trận này thì đang chờ. Hoàn thành xong này. Rồi, bây giờ sẽ làm nhiệm vụ gì nữa đây? Nhiệm vụ gì này? Nhiệm vụ này là phải được 3 sao. Còn cái nhiệm vụ này là bao nhiêu? Ui rồi, những cái cao điểm thì khó thế. Ô, một cái air defense trong trận chiến nhiều người chơi. Ok, quất nha. Vâng, cái này game dễ này. Bên này chưa, đang chờ kết quả. Mục tiếp bên này vẫn gì chứ, một cái air thì mà quá bình thường luôn. Nhà này 600. Nhà này 600 mà có 2 cái E ở đây. Kệ. Vâng, đang làm nhiệm vụ nên là cứ ăn được là ăn thôi anh em ạ. Vâng, sợ gì bố con thằng nào. Vâng, mình ô cái này không được, không có phương án lựa chọn à. À, cái nhà ấy mình đang nâng. Cái nhà sản xuất xe mình đang nâng. Úi dồi ôi, rồng điện này. Vâng, cái trận này úi dồi ôi, Bạn đau quá bạn ơi. Vậy đã vậy tớ bung kịch queen là chơi hết mình luôn, khô máu luôn. Úi giời, này thì queen của chúng tôi này, bạn đụng nhầm hàng rồi đấy. Bạn đụng như thế là tớ thấy bạn nhầm hàng rồi bạn ơi.
Ui dồi, bịt lệch cái mày bắn đá thế. Come on. Đâu rồi? Ui dồi, bị thằng Royal Champion nó chơi. Thôi, đã vậy thì chơi lại bên này, ăn mấy cái mỏ gì căng. Baby em ơi. Rồi, Mota này. Ơ, chuẩn bị cái băng để bịt cái thằng Royal Champion của đội bạn lại thôi. Thôi bạn ơi. Đấy, tớ lại làm xong cái nhiệm vụ nữa các bạn nha. Diệt một cái Edipen thôi mà tớ làm luôn được hai cái rồi. Ok anh em, ăn vậy đủ rồi, đi về. Chúng ta làm nhiệm vụ điểm là ưu tiên đầu tiên. Lại xong thêm nhiệm vụ nữa, cực kỳ ngon luôn. Ơ, cái này là cái gì? Giờ trong trận chiến nhiều chơi, cứ từ từ tính tiếp. Ok, đây rồi các bạn ơi. Đâu rồi? Ui dồi, làm cái nhiệm vụ này đánh ba cái này dễ này. Vâng, cứ đánh xong về là quit nha. Bởi vì bên này mình chưa làm xong nhiệm vụ nên là mình ưu tiên để lấy cái phần thưởng món nước bên này. Ô, quit này. Như vậy 1.6 triệu lấy luôn thôi. Lấy luôn thôi bạn ơi. Mãi bên nhau bạn nha. Vâng, như cái chuồng gà. Ui dồi, vâng, đập luôn spell để chơi cho nó sung. Đấy, giờ phút sử dụng những cái này đã đến anh em ạ. Vâng, đập đi nhà thừa mà. Vâng, cái này hồi nãy mình lấy tiền cho ta. À đây, đây đây, anh em đừng quên cái phần thưởng là lều chuyên gia này nha các bạn nha. Vâng, anh em chưa nhận thì nhận ngay đi. Quá nhiều phần thưởng ngon luôn. Đâu rồi? Bây giờ thì mình đi kiếm tiếp nhiệm vụ và chúng ta sẽ đánh ba cái đồng hồ. Anh em hãy chọn những cái nhiệm vụ nó dễ dàng nhất đi các bạn ạ. Bởi vì cái đồng hồ nhà nào chả có. Rồi, đối với những cái nhiệm vụ như là cái máy dập hay là cái lò nung thì nhiều khi nó hơi khó. Bởi vì có cấp độ nhà chính các bạn mà ở nhà chính builder hôn mà thấp hơn thì nó kiếm hơi khó đấy. Và mình mấy cái hạt bé của mình nhiều khi mình thấy nhiệm vụ ô ngon này nhưng mà sao quên mất. Hoặc là ví dụ mà đánh bằng ôm bom ấy, nhiều khi cái làng đấy của mình còn chưa nâng được cả ôm bom, thế là xịt luôn. Ô, anh em đừng, trời ơi, một pha ôm bom là đứt xích hết toàn bộ luôn kìa. Kiếp thế nhở. Vâng, tên này sẽ như thế nào đây? Vâng, anh em bắn đi. Bắn đi, trụ A trời kia đi nào. Vâng, hy sinh chưa? Hy sinh mất rồi. Nhưng không sao cả, trận này anh cố gắng lu nhưng mà lu nó được ít hơn thôi. Như nào? Ui ôi ôi. Bay kìa. Bọn này nó đặt mà đặt ở khu phía trong mới khám bựa chứ. Vâng, lớn ngớ trận này lia đúng 100%. Vâng, không còn một viên tường nào nữa thì vui. Ôi giời. Có nhu cầu mua xem vé vàng hay gì thì cứ liên hệ mình cho đúng đường link Facebook các bạn nha. Bằng những gói ưu đãi cực khủng của Supercell mà sale đến tận 1 tuần phải nói thật các bạn chứ. Vâng, kiểu gì chả mô. Úi giời, lại win. Lại win. Vâng, ta làm thêm turn nữa đi nào. Ok luôn anh em ơi. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành trong nhiệm vụ đánh phá ba cái kia. Vâng, như vậy là mình làm 800 điểm vèo nhoằng cái là xong anh em ạ. Vâng, có cái nhiệm vụ này phá hủy mấy trăm phần trăm trong vòng 1 giờ này nữa cũng thơm này. Ok luôn. Vâng, hãy đưa ra cái cách mà anh em chơi nó nhanh nhất nào. Và anh em nào đã được 4.000 điểm chưa? Nãy vừa mới bảo trì nên có lẽ hơi khó nhỉ. Vâng, tớ đánh nhằng tí mà cũng đã được 800 điểm. Vâng, lên top 1 rồi. Và anh em đừng quên là cố gắng lấy 4.000 điểm này để nhận thêm phần thưởng thứ 7 đây các bạn nha. Ok, anh em có nhu cầu mua những cái gói ưu đãi trong này, trời ơi, liên hệ ngay Arcady Gaming, thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết nhá. Những gói này tận 7 ngày anh em thoải mái, vé vàng mình cũng hỗ trợ luôn. Ok, hẹn các bạn trong những video tới. Đừng quên livestream của mình 8 giờ tối hàng ngày nhá.